Xin chào tất cả các em khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô hướng dẫn các em học bài 6 định dạng trang tính. Khi học xong bài này, cô hy vọng các em nhớ được kiến thức cách định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Mục đích là làm gì với kiến thức này? Em sẽ làm cho bảng tính được rõ ràng, dễ hiểu, dễ phân biệt. Nào, cô chào chúng ta cùng bắt đầu buổi học nhé. Cô quy ước những chữ viết màu xanh và màu đỏ trong bảng PowerPoint này là em viết vào vở, còn tất cả những chữ viết khác thì em không có viết. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi là có mấy dạng dữ liệu, hãy kể ra. Có hai dạng dữ liệu, dạng ký tự và dạng số. Câu hỏi khác, ở chế độ mặc định dữ liệu ký tự và dữ liệu số được phân biệt như thế nào? Dữ liệu số được canh phải, dữ liệu ký tự canh trái. Ở năm lớp 6 em học Word, em có nhớ một số định dạng mà em đã học không? Ở năm lớp 7 em hỏi Excel và một số định dạng nó cũng tương tự giống như vậy. Mời em mở sách giáo khoa ra đọc sách cho cô. Bài 6, định dạng trang tính. Quan sát hình bên dưới. Hình này quen không em? Quen ha. Có phông chữ nè, cỡ chữ nè, kiểu chữ nè, căn lề giống của Word. Số 1 là mã, định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Nhớ là định dạng phông, cỡ, kiểu, màu. Em vừa đọc sách xong, em hãy nhắc lại thay đổi phông chữ gồm mấy bước trong sách. Là chữ phông người ta phiên ra tiếng Việt, là đọc là chữ phông. 1. Thay đổi phông chữ gồm có 3 bước. Bước 1, chọn ô hoặc các ô cần định dạng. Bước 2, nháy mũi tên ở ô phông. Mũi tên ô phông là chỗ này. Bước 3, chọn phông chữ thích hợp. Thay định dạng. Số 2, thay đổi cỡ chữ. Bước 1, chọn ô hoặc các ô cần định dạng hoặc thay đổi cũng được. Bước 2, nháy mũi tên ở ô size. Khi em nít ra thì có những cái size như là size 12, 14, 16. Có những size nó không có, em phải đánh size vô, ví dụ size 33, vân vân. Hoặc size 100, không có thì mình phải đánh số vô. Bước 3, chọn cỡ chữ thích hợp. Số 3, kiểu chữ. Bước 1, chọn ô hoặc các ô cần định dạng. Bao giờ cũng xài bước 1. Bước 2, sử dụng nút lệnh B, I, U. Nút lệnh này là viết tắt của tiếng Anh Bold, Italic, Underline. Bold là in đậm, I nghiêng, Underline. Nếu em nhớ thì tiếng Anh càng tốt, không nhớ thì không sao. Em chỉ lít vô B, một trong những nút này, hoặc là cả 3 nút luôn, hoặc là 2 nút B, I, U là được. Số 4, màu chữ. Sử dụng nút lệnh. Bước 1, chọn ô hoặc các ô cần định dạng. Bước 2, nháy mũi tên ở ô phông. Bước 3, chọn màu. Mình hoàn thành định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Định dạng phông, cỡ, kiểu, màu. Theo em chọn màu để làm gì? Để làm cho cái bảng tính được rõ ràng. Khi mà lên thực hành thì cô không có phân biệt là em có màu có đẹp mỹ thuật hay không, mà cô chỉ mong muốn là em biết làm hay không, em biết làm thay đổi phông chữ màu chữ hay không. Tuy nhiên đừng có chọn cái tông nó trùng nhau, thí dụ màu chữ màu đen cũng nền của màu đen thì làm cho cái bảng nó không có thấy được cái chữ. Số 2 là căn lề ô tính. Em sử dụng nút lệnh. Nút lệnh này. Bước 1 vẫn là chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
Bước 2, nháy vào nút lệnh cần định dạng. Nút lệnh nào? Nút lệnh cần định dạng. Nút này là căng lề trái, căng lề phải, căng giữa. Lưu ý là giữa là không có lề nha. Lưu ý cũng có thể né nút mệt and center để căng giữa. Nút mệt, nút and center là nút nào thì lên phòng thực hành cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn. 3. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính. Một, tô màu nền. Bước 1, chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền. Bước 2, nháy một tên vào nút Fill Color để chọn màu nền. 3, nháy chọn màu nền. Đây là nút, chỗ này là Fill Color nè. Đây là, nhắc lại là phông chữ nè. Đây là Fill Color nè. Màu nền nè, màu chữ nè. 2 là kẻ đường biên. Bước 1, vẫn là chọn ô, các ô cần kẻ đường biên. Bước 2 là nháy nút Border đi, kiểu chọn kiểu vẽ đường biên. Đây. 3, bước chọn, nháy chọn kiểu kẻ đường biên. Số 4 là mã tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số. Chúng ta sử dụng nút lệnh này để tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số. Bước 1, vẫn là chọn ô hoặc các ô cần tăng giảm. Bước 2, nháy vào biểu tượng tăng hoặc giảm. Tá tên tiếng Anh của là degree decimal hay là inch decimal, em không cần nhớ tiếng Anh, em thấy cái mũi tên mà đi ra, nghĩa là tăng chữ số vô, cái này là giảm số. Phần củng cố, hãy nhớ lại là thay đổi cỡ chữ, tức là từ nhỏ sang lớn thì chọn size. Kiểu chữ mình chọn B, một trong những ba B, I, U. Thay đổi phông chữ thì chọn kiểu kiểu này sang chữ khác. Tô màu nền và kẻ đường biên. Thay đổi căn lề, tăng giảm chữ số thập phân. Giờ mình không nhớ nút lệnh thì có hình này. Chỗ này sẽ là thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, kiểu căn lề. Căn lề trái, căn lề phải, căn giữa. Thay đổi màu chữ. Thay một tô màu nền, kẻ đường biên, tăng giảm chữ số thập phân. Còn đây là nút này là mệt and center, sẽ nói kỹ hơn vào thực hành. Dặn dò em ghi lại những ý chính. Học bài xem trước bài 7. Chúc các em học tốt.